Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về hai con quỷ đó, hai con quái vật hai sừng, và chúng ta cùng nhau tô màu cho hai con quái vật này nhé. Đầu tiên là con quái vật giống như con gấu này, thì mình sẽ tô màu đỏ cho nó nhé. Tiếp theo là cái phần chân và đuôi. Trời ơi, tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho cái con màu tí xanh dương cho cái con quái vật sừng to này nhé. Mình sẽ tô màu tím cho cái sừng này. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh lá cây cho cái áo của nhân vật này.
Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh ngọc cho cái áo của nhân vật này. Rồi, video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.